Đây là nước hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp MSM của công ty dược phẩm Juju của Hàn Quốc. Một hộp này là có 30 gói, mỗi gói là 70 ml. Thế thì sản phẩm này nó chứa cái hoạt chất chính, đó là MSM. Đây là một cái hợp chất lưu huỳnh hữu cơ, giúp duy trì tính đàn hồi linh hoạt của các cơ xương kết, cơ liên kết, thì những hỗ trợ chống viêm và giảm đau khớp rất hiệu quả. Thế thì đây là dạng nước, hoạt chất MSM này, nhưng mà dạng nước thì nó có những cái đặc điểm mà nó tốt hơn so với dạng viên nén hoặc viên nang. Ví dụ như nó hấp thụ nhanh hơn này, dễ dàng tiêu thụ hơn này, hoặc là mình có thể điều chỉnh, tùy chỉnh cái lượng của nó. Một gói này hạn thì mình có thể sử dụng làm 2 lần cũng được. Thế thì vì ngoài cái thành phần MSM ra thì nó còn chứa nhiều những cái dưỡng chất khác nữa, từ canxi cho đến những hỗn hợp vitamin, khoáng chất, những hỗn hợp mà amino acid chẳng hạn đấy, rồi là nhiều những hỗn hợp thảo dược khác nữa. Thế công dụng chính của sản phẩm này, nó hỗ trợ giảm đau, giảm viêm trong cái xương khớp, rồi tăng cái tính linh hoạt, bảo vệ sụn, giảm thoái hóa cái bề mặt sụn nữa. Thì những cái người mà sử dụng cái sản phẩm này nó phù hợp, ví dụ như là những người mà mắc bệnh xương khớp mãn tính chẳng hạn, những người thừa cân hoặc là thường xuyên mang vật nặng, những người bị suy giảm cái chức năng xương khớp do lão hóa chẳng hạn, hoặc là do bệnh lý, hoặc là phụ nữ sau khi sinh con, thì những người bị xương khớp khác muốn nâng cao chất lượng cuộc sống chẳng hạn, thì sử dụng sản phẩm này rất là tốt. Thì cách uống thì 1-2 gói một ngày, uống kèm nhiều nước. Thì sản phẩm do hàng nhập khẩu Âu nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Xin cảm